chào quý vị và các bạn. Chuyên mục đầu tư bất động sản an toàn xin bắt đầu với quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn về giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán. Các bạn ha, giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán. Trước tiên để nói về cái vấn đề giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán thì tôi cũng xin có những cái tâm sự như thế này các bạn ạ. Sau hơn gần 2 năm làm video thì đúng rằng giống như tôi đọc một cái câu chuyện ở trên câu chuyện nhỏ cái giá của sự chọn lựa. Dường như có những đêm tôi không hiểu rằng là mình có phải là mình hay không. Vì sao các bạn biết không? Không bạn bè. Tôi là một người quảng giao quý vị và các bạn. Tôi là một người thật là quảng giao. Không bạn bè. Bạn bè đợn lại thôi, tôi nói tôi có công việc. Khách hàng sau khi giải quyết xong, họ không dám điện thoại cho tôi. Họ bảo rằng em sợ chỉ nhiều việc. Con cái, chồng con, nhiều khi cảm thấy mình không đủ cho chồng, cho con. Mình không đủ thời gian. Nghĩ đến mức độ là mình giống như là ăn cơm nhà mà vác tù và hàng tổng. Nhìn đứa con nó bé lắm. Đáng lẽ ở lứa tuổi đó mẹ phải xúc cơm cho ăn, nhưng bé phải tự ăn. Vì mẹ nói với bé rằng là con gái ăn ngoan nha, mẹ làm video rồi tí nữa mẹ ra nói chuyện với con. Nhưng có khi là lời nói không thành hiện thực đâu quý vị. Làm xong mấy cái video xong rồi quay lại trả lời comment. Cho nên quý vị và các bạn hiểu cho tôi được rằng, nếu quý vị và các bạn điện thoại cho tôi, tôi có những cái yêu cầu về việc tư vấn có phí, thì quý vị xác định sẽ trả cho luật sư thu. Chứ không thì nó rất là vất vả ở chỗ rằng là vừa mất công các bạn mà vừa mất công tôi. Đúng không nào? Luật sư thu có xứng đáng để cho quý vị trả tiền tư vấn không? Nha. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn những cái câu chuyện về giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán. Khi hai bên giao dịch mua bán nhà và đất, tôi đặt giả sử, các bạn ạ, tôi đặt giả sử rằng là tôi thỏa thuận với cái ông A này mua một cái thửa đất với giá là 2 tỷ đồng. Tôi nói với ổng rằng là con với chú mua giá 2 tỷ đồng. Nhưng trong cái hợp đồng chuyển nhượng để gọi là để né thuế, để giảm giá thuế, muốn sao cũng được nha quý vị và các bạn, thì chúng ta nên ghi giá thấp. Ông bảo đồng ý. Chuyện đó dễ lắm quý vị và các bạn. Tuy nhiên có những người hai bên thỏa thuận về giá 2 tỷ đồng, tuy nhiên ra ủa bữa hổm đâu có thỏa thuận về ai là người trả cái thuế thu nhập, ai là người trả thuế trước bạ. Khổ lắm quý vị và các bạn ơi. Thật ra nếu trong trường hợp chúng ta không tóm lại những cái vấn đề chính, chúng ta thuật ngữ của tiếng Hoa không săn len, không thỏa thuận, thì hai ba bữa nữa chỉ vì một cái nhỏ mà chúng ta mất đi cái vấn đề lớn. Trong những video của luật sư Thu Đoàn tôi cũng có nói, hai bên giao dịch thành công rồi các bạn, tổng giá trị đất là 5 tỷ 4, kêu luật sư Thu xuống làm dịch vụ vay giấy tờ. Tôi hỏi với chú rằng là chú bây giờ sao? Chú bảo là phía bên kia họ nói họ
họ nói ra mình cầm 5 tỷ tư là đi về. Ừ thì luật sư mà giúp. Đi ra khi hai bên gặp nhau, ông kia ông bảo làm gì có chuyện đó, thuế bên nào bên đó chịu. Ông khách hàng của tôi không, ông nói không, tôi bán cho ông là tôi bán rẻ rồi. Thêm một cái ví dụ nữa các bạn, hôm qua hôm kia tôi đi dịch cho một cái khách hàng ở phòng công chứng, thì cái người bán hỏi rằng là ủa sao bữa hổm nói cái phí dịch, cái phí mà đóng thuế này là bên chị chịu mà. Mình bán hỏi tôi bán bao nhiêu đó rồi tôi bán rồi toàn bộ chị lo, thì bây giờ chị lo luôn cái phần thuế chứ. Đó, rất là khó. Cho nên khi chúng ta đi giao dịch mua bán bất động sản thì chúng ta nên lưu ý, luật sư Thu rằng chúng ta lưu ý cả những lúc chúng ta thương lượng. Thì trong cái bài toán thương lượng thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn trong những video tới về thương lượng giao dịch bất động sản nha. Trở lại vấn đề giá chuyển nhượng, thì thực tiễn có những tình huống xảy ra như thế này các bạn ạ. Ví dụ ông A và tôi thỏa thuận mua cái miếng đất này có giá là 2 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận ghi giá trong hợp đồng công chứng là 2 tỷ đồng. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, tôi và phía bên ông A mua bán một miếng đất này với giá 2 tỷ đồng. Tuy nhiên trong hợp đồng chuyển nhượng này chỉ ghi 150 triệu. Tôi và ông A giao dịch với giá 2 tỷ đồng nhưng mà ghi trong hợp đồng chuyển nhượng là 500 triệu. Vậy thì tóm lại trong cái hồ sơ về giá chuyển nhượng ở phòng công chứng, nếu trong trường hợp phát sinh tranh chấp thì sẽ giải quyết như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, với kinh nghiệm của tôi là những người đi tranh tụng ở tòa, là những người ôm hồ sơ tranh chấp, tôi nói vui với quý vị và các bạn, tôi nói với ông xã tôi, sao mấy anh em dịch vụ làm cái lời được 10%, 15%, mình làm thấy mồ luôn, mình không làm. Thì ông xã tôi bảo là người ta có duyên với đất đai, bà không có duyên về đất đai. Thôi kệ, mình cứ san sẻ những cái gì ông trời ông cho mình là của mình các bạn ạ. Trở lại cái câu chuyện của mình nha quý vị và các bạn. Vậy thì đang mua bán bất động sản nói tranh chấp thì cũng kỳ, nhưng mà chúng ta cũng phải nói. Có những người ngang lắm quý vị và các bạn. Ngang là sao? Ngang là mua bán 2 tỷ nhưng mà bây giờ ghi trong phòng công chứng là 800 triệu đi, nó dễ, nó gần. Cái lần đầu tiên thanh toán tiền, thanh toán luôn 800 triệu. Xong cái giờ tao không trả tiền nữa. Tao bảo chứ trong hợp đồng công chứng ghi 800 thì bây giờ tôi giao dịch 800. Nguy hiểm nha quý vị và các bạn. Cho nên ngoài cái hợp đồng, nếu trong trường hợp, đây là ý kiến cá nhân của luật sư Thu và ăn chắc mặt bền nha, nếu trong hợp đồng chuyển nhượng chúng ta thỏa thuận là 2 tỷ đồng, trong cái hợp đồng của phòng công chứng chúng ta ghi 2 tỷ đồng, dễ quá, không có vấn đề gì hết. Nếu trong hợp đồng chuyển nhượng chúng ta ghi là 2 tỷ đồng nhưng thực tế trong phòng công chứng chúng ta chỉ ghi là 800 triệu thì chúng ta nên làm một cái hợp đồng tay. Trong cái hợp đồng tay, cái nội dung chúng ta vẫn ghi đủ luôn các bạn, về thông tin đối tượng hợp đồng, nó giống như một cái hợp đồng này, chỉ có cái là bỏ bớt mấy cái râu ri rùm rà đi. À nói quên, tôi có một cái gói hướng dẫn về mua bán bất động sản an toàn á, nếu quý vị và các bạn nào cần thì chúng ta phải vào dân ta phải biết luật ta ha, để mà chúng ta mua trọn cái gói và được luật sư Thu Loan cộng tác với vài anh em luật sư nữa sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn, dĩ nhiên có phí rồi. Thì các bạn biết không, như vậy thì cái tính pháp lý nó mới minh bạch, sau này nếu có rủi ro xảy ra thì quý vị ơi, tòa ơi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ơi, tôi và ông A giao dịch với giá là 2 tỷ nè, tới thời điểm này chúng ta chỉ đưa có 800 mà thôi. Vậy thì các bên phải có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hợp đồng là 1 tỷ 2. Qua cái vấn đề thứ hai các bạn ạ, qua cái vấn đề thứ hai là phương thức thanh toán.
Thì phương thức thanh toán này thì thông thường chúng ta thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng sau khi hoàn thành thủ tục công chứng. Chúng ta có thể chuyển khoản, chúng ta có thể ghi chuyển theo nội dung là nhưng mà một số văn phòng công chứng họ vẫn thường giao dịch một cái câu là việc thanh toán số tiền nêu trên do các bên tự thỏa thuận và ngoài sự cam kết của công chứng viên và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật. Anh chị công chứng, tôi ký thôi, giấy sao tôi ký vậy, trong nội dung hợp đồng không sai. Quý vị à, đừng có bắt tôi cam kết tùm lum rồi 2-3 bữa nữa là giờ bán giao dịch miếng đất 5 tỷ, mai mốt phát sinh tranh chấp. Chúng tôi lấy phí theo quy định nhà nước, tôi lấy có 1 tỷ, 1 triệu, 2 triệu à. Sau này phát sinh tranh chấp rồi lôi chúng tôi vào cuộc. Mấy anh chị công chứng rất là chuyên nghiệp à. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên thực hiện ngoài sự chứng kiến của công chứng viên và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật. Có một câu này các bạn hỏi trả lời cho tôi nha. Bây giờ mua đất bằng vàng, tôi bán cái nhà này là 200 cây vàng. Các bạn ạ, mua đất bằng đô la được không? Bạn nào đó trả lời giúp tôi nha. Bạn nào đó đã từng giao dịch bằng đô la, các bạn nào đó đã từng giao dịch bằng vàng, cho mình xin ý kiến nha. Cảm ơn tất cả các tình yêu đã giúp tôi trong cái việc thăng hoa, làm những cái hồ sơ về giấy tờ, những cái kiến thức pháp luật. Hy vọng rằng video của tôi, nó chỉ một video này thôi, nó có thể nhân lên số lượng 10.000 người, thì lúc đó cái việc tranh chấp giữa cái rủi ro giữa người mua, người bán, người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng sẽ hạn chế đến mức thấp nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cho tôi dịp chia sẻ với quý vị và các bạn, tốn hao thời gian, công sức và tiền bạc. Đừng có comment tiêu cực nha các tình yêu.